Chào các bạn, chủ đề của video ngày hôm nay sẽ là bí quyết chọn bạn đời. Thật ra cái việc chọn bạn đời nó có quan trọng hay không? Thì nó rất quan trọng nha các bạn. Chọn bạn đời nó quan trọng hơn cả cái việc các bạn chọn nghề nghiệp nữa. Và bạn đời sẽ là cái người đi theo bạn, đồng hành cùng bạn và chia sẻ cho bạn rất là nhiều cái nỗi buồn, những cái niềm vui, những cái thành công, những cái thất bại trong cuộc sống. Và có những cái người mà người ta đã bị đổ vỡ cả một cái sự nghiệp chỉ vì cái việc chọn bạn đời đó người ta sai lầm. Thì dẫn đến cái việc sự nghiệp của người ta nó sụp đổ luôn. Nên là cái việc mà các bạn chọn một cái người bạn đời phù hợp để hai người có thể gắn kết, hai người sẽ là những cái sợi dây gắn kết với nhau, nó đóng vai trò vô cùng quan trọng luôn. Và trong video ngày hôm nay mình sẽ cung cấp cho các bạn những cái bí quyết để các bạn có thể chọn lựa chọn những cái người bạn đời phù hợp với mình. Cái bí quyết đầu tiên là các bạn hãy tìm một người mà dễ dàng kết nối với các bạn. Người dễ dàng kết nối là các bạn, người mà các bạn muốn ở bên cạnh, người các bạn nói chuyện cùng, muốn nói chuyện cùng. Và khi mà hai người nói chuyện với nhau thì các bạn thấy hai bạn dễ dàng kết nối, dễ dàng thấu hiểu nhau. Có những người mà có những cặp vợ chồng các bạn thấy không, chỉ cần người kia ra dấu hiệu hoặc là người kia có một cái suy nghĩ nào đó là người còn lại đã hiểu được rồi, tức là cái khả năng kết nối của họ rất là cao. Còn nếu như mà hai bạn là những cái người vợ chồng với nhau nhưng lại không làm được điều này, cả hai thường xuyên mất kết nối với nhau, thì nó sẽ dẫn đến rất là nhiều những cái vấn đề xảy ra mà mình đã tư vấn và giải quyết cho khách hàng. Hầu như là 50% khách hàng đến với bên mình đều gặp một cái trường hợp đó là mất kết nối với bạn đời. Hai người không còn kết nối gì với nhau nữa, hai người trở nên thờ ơ, trở nên lãnh đạm với nhau. Nên là ngay từ đầu thì các bạn, để tránh cái tình trạng này thì các bạn nên tìm một người mà hai người có một cái sự kết nối chặt chẽ với nhau. Bí kíp thứ hai là các bạn nên tìm những người mà nó cùng nhóm sở thích. Cùng nhóm sở thích chứ không phải là cùng sở thích nha các bạn. Cùng sở thích nó rất là khó, bởi vì những sở thích nó cụ thể, nó sẽ khó cho các bạn. Nhưng mà cùng nhóm sở thích thì nó sẽ dễ hơn. Có những người, người ta lại thích đọc sách. Đó là nhóm sở thích, là thích tìm hiểu cái mới, thích khám phá cái mới, thích tìm tòi cái mới. Đó là một nhóm sở thích. Nhóm sở thích thứ hai là nhóm sở thích là an toàn. Tức là họ chỉ muốn những cái công việc nó an toàn, muốn cái môi trường nó an toàn, và không muốn khám phá, không muốn gì thêm. Họ chỉ muốn công việc của họ dừng lại ở mức đó thôi. Thì người ta gọi là nhóm an toàn. Các bạn tự tưởng tượng một cái người mà đang thuộc nhóm khám phá, một người đang rất là thích đi ra ngoài trải nghiệm thực tế, họ thích học cái này, học cái kia để tự phát triển bản thân, mà kết thân với một người thuộc nhóm an toàn, thì các bạn thấy không, hai cái nhóm này nó gặp nhau và nó sẽ gây ra một cái sự đối nghịch rất là lớn. Trong khi mình ví dụ như người chồng mà thuộc nhóm khám phá đi, thì trong khi người chồng thì cứ muốn đi ra ngoài học hỏi, muốn đi ra ngoài khám phá, người vợ thì về nhà gặp người vợ thì lại bác bỏ việc đó. Tôi chỉ thích như vậy thôi, tôi chỉ thích ở nhà chăm lo cho gia đình, tôi chỉ muốn ở trong cái vùng an toàn của tôi mà thôi. Đó, thì cái sự kết nối này, sự kết đôi này nó sẽ gặp phải những cái mâu thuẫn vợ chồng. Và người chồng ngày càng cảm thấy là mình cách xa vợ của mình quá, mình không thể nào mà chung sống với một người như vậy nữa. Nên là ngay từ đầu các bạn phải cùng nhau xem là cái nhóm sở thích của các bạn nó có cùng nhau hay không. Nếu như nhóm sở thích của các bạn nó gần nhau thì cũng được, nhưng mà nếu nhóm sở thích của các bạn nó hoàn toàn đối lập với nhau thì các bạn phải chuẩn bị tinh thần trước là khi trở về chung sống với nhau, khi thành vợ thành chồng với nhau, các bạn sẽ gặp phải rất nhiều vấn đề. Thứ ba là hãy tìm những người có cùng cái khả năng hiểu biết, mà người ta hay gọi là trình độ đó các bạn. Nói như thế thì không phải là phân biệt giai cấp, nhưng mà các bạn thấy không, rõ ràng những người mà họ có cùng một cái mức độ nhận thức, họ có cùng một cái độ hiểu biết với nhau thì người ta sẽ dễ dàng trò chuyện với nhau, dễ dàng chia sẻ với nhau, dễ dàng kết nối với nhau trong tất cả những cái vấn đề trong cuộc sống. Các bạn không thể nào mà một người gọi là giáo sư đại học chẳng hạn, thì các bạn không thể nào về chia sẻ về những cái khó khăn trong công việc của mình với một cái cô vợ mà học vấn rất là thấp, chỉ ở nhà làm nội trợ thôi.
hay mình thấy là rất nhiều cặp đôi như vậy nha các bạn, rất nhiều cặp đôi như vậy kết đôi lại với nhau và sau một cái thời gian họ thực sự không tìm được tiếng nói chung và họ phải chấm dứt ngay cái mối quan hệ đó. Thứ ba là các bạn phải tìm những cái người mà họ tôn trọng mình, tức là các bạn phải tôn trọng qua lại với nhau, và vợ chồng mà tôn trọng và dành cho nhau một cái sự ngưỡng mộ nhất định là những cái cặp vợ chồng mà mình thấy là đi đến lâu dài, tức là sau này về già họ vẫn tôn trọng nhau, họ vẫn dành cho nhau một cái sự ngưỡng mộ nhất định. Và khi một cái thời điểm nào đó cái sự tôn trọng này nó mất đi, người chồng không còn tôn trọng vợ và người vợ cũng không còn tôn trọng chồng nữa, thì cái người mà bị không được tôn trọng, người ta sẽ phản kháng trở lại nha các bạn. Người ta sẽ phản kháng rất là gay gắt và những cái mâu thuẫn trong cái đời sống gia đình chắc chắn nó sẽ xảy ra khi một trong hai người không còn tôn trọng nhau nữa. Nên ngay từ đầu các bạn hãy tìm những cái người mà người ta có đủ tôn trọng nhìn cho mình. Và suy cho cùng thì các bạn hãy tìm một người đáng tin cậy. Niềm tin giữa hai người dành cho nhau, suy cho cùng hai vợ chồng sống với nhau là phải dành cho nhau những cái niềm tin. Niềm tin về cái người đàn ông này sẽ cho mình hạnh phúc, cái người đàn ông này sẽ dạy dỗ tốt những đứa con của mình, hay là người phụ nữ này sẽ cho mình một cái mái ấm bình yên khi trở về. Đó, thì hai người sẽ dành cho nhau những cái sự tin cậy nhất định. Và dù cho cuộc sống nó sẽ có rất là nhiều cái vấn đề, những cái biến cố xảy ra trong cuộc sống, thì người chồng này vẫn luôn tin tưởng vợ mình, người vợ vẫn luôn tin tưởng chồng mình. Người chồng đi công tác và người vợ vẫn luôn tin tưởng rằng anh ấy sẽ chung thủy với mình đó, và ngược lại cũng như vậy. Khi hai vợ chồng mà các bạn thấy không còn niềm tin dành cho nhau nữa, cái bài tập đầu tiên mà khi các bạn đến tư vấn bên mình thì các bên mình sẽ cho các bạn làm cái bài tập gọi là đánh giá cái mức độ về niềm tin của các bạn dành cho người kia, để xem là cái người phụ nữ này họ dành bao nhiêu phần trăm để tin tưởng chồng mình, để xem là cái người đàn ông này có còn tin tưởng vợ mình nữa hay không. Bởi vậy thì cái niềm tin nó rất là quan trọng. Và khi mà bọn mình nhận thấy là người phụ nữ này đã không còn dành nhiều niềm tin cho chồng cô ấy nữa rồi, thì đương nhiên cái cặp vợ chồng đó sẽ cái nguy cơ mà tan vỡ nó cũng rất là cao. Và điều cuối cùng mình muốn, một cái bí quyết cuối cùng mà mình muốn nhắn gửi đến các bạn là các bạn hãy tìm những người mà họ sẵn sàng dành thời gian cho các bạn, sẵn sàng dành thời gian rảnh cho các bạn. Cũng có những cái người mà trong các bạn thấy không, trong giai đoạn đầu mới quen nhau thì anh ấy cho bạn rất là nhiều thời gian. Anh ấy giống như là một người thất nghiệp và rảnh toàn thời gian để dành cho bạn. Lúc nào bạn cần thì anh ấy cũng có mặt. Nhưng mà sau đó một khoảng thời gian thì anh ấy bắt đầu bận rộn hơn. Anh ấy bắt đầu trở thành một người vô cùng bận rộn. Có những cái dự án, có những cái công việc, có bạn bè, có rất là nhiều thứ chen vào trong cuộc sống của anh ấy. Và anh ấy không còn dành cho bạn nhiều thời gian nữa. Thì đối với những cái trường hợp như vậy thì khả năng rất là cao khi hai bạn trở về và hai bạn sống chung với nhau như vợ chồng, anh ấy cũng sẽ không dành cho bạn nhiều thời gian nữa đâu. Anh ấy sẽ không trở về như cái thời tán tỉnh bạn nữa đâu. Thì hai vợ chồng mà các bạn không dành cho nhau nhiều thời gian, không ưu tiên thời gian hàng đầu dành cho nhau, thì chắc chắn là những cái trước đây mình đã đề cập như là những cái sự tôn trọng, những cái sự đồng cảm, sự kết nối, sự chia sẻ của các bạn dành cho nhau, nó cũng sẽ giảm đi một cách đáng kể. Thế nên đó là những cái yếu tố mà nhất định khi mà chọn bạn đời thì các bạn phải xem xét những cái yếu tố đó. Và nếu như một trong những yếu tố này không được thỏa mãn thì các bạn phải xem lại, phải xem là người này có thực sự là phù hợp với mình hay không, phải xem là nó có đầy đủ những cái tiêu chí để mình chọn người này làm bạn đời hay không. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe video.